Hello, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Lam An Quy. Xin chào các bạn, hiện tại thì Lam đang có mặt tại thành phố Bến Tre, nơi mà hội tụ hội chợ Việt Nam Thái Lan. Và bây giờ xin mời các bạn hãy vào bên trong cùng Lam để theo dõi nhé. Rồi, tới hội chợ siêu thị nha. Bên đây là phòng vé, giá vé người lớn là 30.000. Nếu chúng ta đi từ 8 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều thì không cần mua vé, còn từ 3 giờ chiều trở lên thì chúng ta phải mua vé 30.000 vào cổng. Mua vé luôn. Mua vé 30.000. Giá vé 30.000. Hội chợ thương mại này được tổ chức vào ngày 20 tháng 3 cho đến ngày 26 tháng 3. Đến hết ngày 26 tháng 3 sẽ kết thúc. Bên đây thì sẽ có những khu vui chơi dành cho trẻ em và ca múa nhạc. Quá trời đồ nè. Đây là đồ ăn nha, đây là đồ ăn Thái Lan nha. Khu vực này tốn tiền nè. Khu vực này mà là khu vực tốn tiền. Yeah.
Thuốc rỉ hôi nách. Đây là thuốc rỉ. Thuốc giảm mỡ, máu mỡ gì đây. Đủ thứ nha, đủ thứ luôn. Thơm lắm này. Cho biết. Cũng nghĩ không nghĩ cho nó. Chắc mua nhà nào lấy hả? Cạp á hả? Cạp. Dán cọp này của Thái vậy. Nhiều miếng gì đây? Dạ mười nhiều miếng mới rẻ. Nhiều miếng là 70 nghìn. Cái này mà không vậy là miếng hả? Dạ đúng rồi, một trong đó có 2 miếng của chồng. Một hộp là nhiêu? Một hộp dạ, nó tới mấy chục miếng rồi. Đây đó hả? 10.000 miếng hả? 10.000 miếng. Đâu lấy? 2 miếng. Đâu lấy 2 miếng tự nhiên. Còn đây là siêu nhân robot dành cho trẻ em. Chương trình đầu tiên karaoke với chủ đề Hoa Tươi Mát.
Và video cũng xin khép lại tại đây. Xin chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ và nhấn like thông báo để nhận những video tiếp theo của Lam Ân Quy. Còn bây giờ xin nói lời chào tạm biệt.